13. Xiển minh câu bất yếu hiệp giữa tương ưng, bất tương ưng. 444. Những pháp nào bất yếu hiệp sắc quần bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặng quần, xứ giới bao nhiêu? Những pháp đó tương ưng đặng ba quần, còn một xứ một giới cũng tương ưng phần nào? Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng một quần mười xứ, mười giới. Còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 445. Những pháp nào bất yếu hiệp pháp xứ? Pháp giới, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, danh sắc do thức làm duyên. Vô tưởng hữu nhất quần hữu sanh, lão, tử, bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặc ba huần, còn một xứ một giới cũng tương ưng phần nào bất tương ưng bao nhiêu bất tương ưng một huần, mười xứ mười giới còn một xứ một giới khác cũng bất tương ưng phần nào 446. Những pháp nào bất yếu hiệp vô sắc hữu phi tưởng phi phi tưởng hữu tứ huần hữu và như ý túc bằng cách quần yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Không có, bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng bốn uẩn, một xứ, bảy giới. Còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào? 447. Những pháp nào bất yếu hiệp pháp thiện? Pháp bất thiện, pháp tương ưng lạc thọ. Pháp tương ưng khổ thọ. Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ pháp dị thục quả, pháp dị thục nhân, pháp do thủ phi cảnh thủ, pháp phiền toái cảnh phiền não, pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não, pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng sanh hỷ, pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ. Pháp hữu nhân sơ đảo tuyệt trừ. Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. Pháp liên quan luân hồi. Pháp bất liên quan luân hồi. Pháp hữu học. Pháp vô học. Pháp đã đốt đại. Pháp vô lượng. Pháp biết cảnh thiểu. Pháp biết cảnh đáo đại. Pháp biết cảnh vô lượng. Pháp ti hạ. Pháp tinh vi. Pháp tà nhất định. Pháp tránh nhất định. Pháp có đạo là cảnh. Pháp có đạo là nhân. Pháp có đạo là trường. Pháp biết cảnh quá khứ. Pháp biết cảnh vị lai. Pháp biết cảnh hiện tại. Pháp biết cảnh nội. Pháp biết cảnh ngoại. Pháp biết cảnh nội và ngoại. Pháp hữu nhân. Pháp tương ưng nhân. Pháp hữu nhân phi nhân. Pháp tương ưng nhân phi nhân. Pháp phi nhân hữu nhân. Bằng cách quần yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng quần xứ, giới bao nhiêu? Không có, bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng bốn quần, một xứ, bảy giới. Còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào? 448. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đẳng ba quần, còn một xứ, một giới cũng tương ưng phần nào? Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng một huần, mười xứ, mười giới. Còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 449. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô sắc? Pháp siêu thế, pháp phi cảnh lậu, pháp tương ưng lậu, pháp tương ưng lậu phi lậu, pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu, pháp phi cảnh triền, pháp phi cảnh phược pháp phi cảnh bộc, pháp phi cảnh phối, pháp phi cảnh cái, pháp phi cảnh khinh thị, pháp tương ưng khinh thị, pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị, pháp hữu chi cảnh bằng cách quần yếu hiệp, sư yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặng quần, xứ giới bao nhiêu? Không có, bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng bốn quần, một xứ bảy giới. Còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 450. Những Pháp nào bất yếu hiệp với Pháp bất chi cảnh? Pháp phi tâm. Pháp bất tương ưng tâm. Pháp bất hòa hợp tâm. Pháp có tâm làm sở sanh. Pháp đồng sanh tồn với tâm. Pháp tùng thông lưu với tâm. Pháp ngoại. Pháp y xem bằng cách quần yếu hiệp. Sư yếu hiệp. Giới yếu hiệp những pháp đó tương ưng mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới, những pháp đó tương ưng đẳng ba uẩn, còn một xứ, một giới cũng tương ưng phần nào. Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng một uẩn, mười xứ, mười giới, còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 451. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp do thủ? Pháp tương ưng thủ. Pháp tương ưng thủ phi thủ. Pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ. Pháp phi cảnh phiền não. Pháp phi cảnh phiền toái. Pháp tương ưng phiền não. Pháp cảnh phiền toái phi phiền não. Pháp tương ưng phiền não phi phiền não. Pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não. Pháp sơ đạo tuyệt trừ. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ pháp hữu nhơn ba đạo cao tuyệt trừ pháp hữu tầm pháp hữu tứ pháp hữu hỷ pháp đồng sanh hỷ pháp đồng sanh lạc pháp đồng sanh xả pháp phi dục giới pháp sắc giới pháp vô sắc giới pháp bất liên quan luân hồi pháp liên quan luân hồi pháp nhất định pháp vô thượng pháp Hữu y bằng cách quần yếu hiệp xứ yếu hiệp giới yếu hiệp những pháp đó tương ưng quần, xứ, giới bao nhiêu? Không có, bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng bốn quần, một xứ, bảy giới, còn một xứ, một giới khác cũng bất tương ưng phần nào. Dứt xiển minh cầu bất yếu hiệp giữ tương ưng, bất tương ưng.